Đấu La Lại Lục phần 2 tập 764, Khổ Chiến Thú Triều phần 4, Tuyệt Thế Đường Môn. Đó cũng không phải khẳng khái của bản hắn, mà là vì sinh tồn, nhân loại cùng với hồn thú ở giữa chiến đấu, cùng nhân loại ở giữa chiến đấu bất đồng. Nếu như địch nhân là nhân loại, cho dù là thành trì phá, lôi thành bình dân cũng là thường dân vẫn là có cơ hội sống sót, thậm chí có thể là sống rất thoải mái. Nhưng mà địch nhân là hồn thú, một khi thành phá, kết cục cũng chỉ là có một, chỉ có chết mà thôi. Bởi vậy, ngay tại lúc này, lớn hơn là lửa tài phú cũng không có tính mạng của mình trọng yếu. Các thương nhân căn bản bất chấp là keo kiệt, tất cả đều là đem đồ tốt lấy nhất lấy ra. Chỉ cần có thể giúp đỡ một tay, tất cả đều là tiễn đưa lên trên đầu thánh. Phụ binh đám người bọn họ thay phiên xuống dưới thành nghỉ ngơi. Nhưng mà Thời Hưng không thể nào không cứng rắn tâm địa đem tất cả hồn sứ đều lưu lại ở trên đầu thánh. Hồn thú đại quân tốc độ là quá nhanh, một khi phát động công kích lại là đi triệu tập nhân thủ liền là không còn kịp. Hắn hạ lệnh xuống tử lệnh, tất cả hồn sư toàn bộ đều là không cho ngủ, chỉ cho phép thông qua minh tưởng nghỉ ngơi tại chỗ. Chỉ có như vậy mới có thể là nhanh nhất khôi phục lại tinh thần của bọn hắn cùng với thực lực, một khi chiến đấu phát sinh cũng có thể ngay lập tức vùi đầu vào bên trong chiến trường. Đường môn mọi người không trực tiếp tham dự vào trong chiến đấu, bọn họ hơn nữa là điều phối minh tứ đưa tới vật tư. Bối bối sắc mặt rất là bình tĩnh. Nhìn phương xa hồn thú đại quân tụ tập, hắn hiểu được chỉ sợ rằng vòng tiếp theo, thú triều trùng kích dưới đường môn bên này, bọn họ tất cả đều là muốn đạp xa chiến trường. Không, kỳ thật cũng là không có thể nói là đường môn tất cả mọi người là không có tham chiến. Có một người gia nhập vào trong chiến đấu, cái kia cũng chính là mục tiêu. Mực Hiên vị này, thuần túy là chính chất là phụ trợ hồn sư. Ý nào nó mà nói, hắn có chút sống bích cơ đối với hồn thú đại quân. Chỉ có điều hắn là phụ trợ, năng lực không chỉ là có Phỉ Thúy Thiên Nga cường đại như vậy mà thôi. Có thể coi là như vậy, hắn phạm vi phụ trợ lớn, vẫn là cực đại trình độ tăng cường các hồn sư phòng ngự thúc lực là chiến đấu, trên chiến trường lần đầu tiên bộc lộ ra tài năng. Thời Hưng đứng ở đầu tướng, biểu hiện trên mặt nghiêm túc. Với tư cách phòng thủ thành phố quan, hắn kỳ thật rằng mới là được là cực khổ nhất một cái. Chẳng những một mực muốn chỉ huy chiến đấu, càng phải làm tham chiến để chiến đấu, còn phải là khống chế toàn cục. Hắn vừa mới thị sát xong toàn bộ phòng thủ thành phố, tình huống không thể nào lạc quan, mấu chốt là các chiến sĩ đều là quá mệt mỏi, về số lượng cực lớn sai biệt, khiến cho trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu liền là không cần đổi trạng thái nữa. Đối với viện quân đã đến, hắn đã là không có một chút hoài nghi nào, không nói trước sự lãnh các học viện qua nhiều năm như vậy, bồi dưỡng được nhiều người như vậy, hô lên một tiếng nhất định là có người hưởng ứng, riêng là trước mắt học viện cũng là ba đại đế quốc ở giữa quan hệ mật thiết, bọn hắn không muốn cứu cũng là không được. Tình đấu đại xâm lâm thú triều khởi xướng, không phải là sự lãnh các một xa xứ, một khi sự lãnh các thành bị phá vỡ, chính là cả nhân loại tài lán. Tinh đấu đại xâm lâm phía hồn thú, sở dĩ đem sửa lãnh khắc làm thứ công kích chính là vì đem cả nhân loại thực hút là rất mạnh. Hơn nữa cũng là cường đại đối thủ là địa phương đi đầu tiên tiêu diệt. Nhìn về phía trên, ngay từ đầu tiên công kích phát hiện ra biện pháp này có chút đần. Nhưng trên thực tế, phía hồn thú quyết định là thật sự là sai lầm sao? Đúng vậy, sửa lãnh khắc thành là một khối xương cứng. Nhưng khối xương cứng này vị trí cơ hồ là trung ương tam đại đế quốc, cùng với nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc, quan hệ đều là thập phần mật thiết. Tại đại lục ở trong lịch sử lại còn là địa vị vô cùng quan trọng. Sự lãnh khắc mặc dù chỉ là một sở học viện, nhưng làm vì thiên hạ đệ nhất học viện của bọn hắn đã là có cân đối với tam quốc quan hệ năng lực. Nếu như thú triều lựa chọn công kích quốc gia khác, quả thật rằng có thể ngay từ đầu thì rất là thu hoạch. Nhưng mà phía sau lưng của bọn họ cũng là không đưa cho sự lãnh khắc. Đến lúc đó, sự lãnh khắc học viện nếu như là tổ chức liên tam quốc đại quân, tại sự lãnh khắc các cường giả dưới sự dẫn dắt, hồn thú đại quân chưa chắc là có thể đạt được kết quả tốt. Là trọng yếu hơn nếu như là sự lãnh khắc đầy đủ nhẫn tâm trực tiếp là đem mục tiêu công kích đặt ở tinh đấu đại xâm lâm, hồn thú đại quân làm sao bây giờ? Tinh đấu đại xâm lâm là bọn họ gia viên, cũng là hậu phường vững chắc, quân đội bọn hắn không sợ, nhưng sợ sự lãnh khắc có quá nhiều cường giả, hắn phá hư tính có thể không phải là quân đội bình thường có thể so sánh được. Bởi vậy, vô luận là trăm năm trước vẫn là Bách Liên sau hôm nay, trước sau sai lầm là lần thú triều lần trước, mục tiêu đại nhất đều là sử lãnh khắc thánh, chỉ là công kích sử lãnh khắc. Như vậy đối với bọn họ mà nói, nhân loại ba đại đế quốc kia muốn tổ chức lên đầy đủ thế công cũng là muốn chúng nó đối kháng, cái kia chính là khó càng thêm khó. Đạo lý này đối với hồn thú hiểu rằng nguyên thuồng đấu la đại lục tam quốc có thể không rõ, bởi vậy sử lãnh khắc bọn hắn nhất định là phải cứu viện đấy, chỉ là thời gian cứu viện bao lâu lại là rất khó nói.
Thông thường quân đội đối mặt với thú triều căn bản vô dụng, chỉ có cường giả tạo thành đại quân mới có thể có hiệu quả trợ giúp xử lý các học viện ngăn cản thú triều. Nhưng mà người cường giả này tạo thành đại quân giá nhưng lại cần phải có thời gian đấy. Xử lý các có thể kiên trì đầy đủ thời gian bao lâu đấy? Thời Hưng trong đầu có chút là ảm đạm, lúc này đấy hồn thú đại quân rất là có quyết tâm. Cả điểm thế công tiêu hao số lớn các thành bên này, số lớn tài nguyên vẫn là thứ yếu. Một chút là nhân viên tiêu hao không nổi. Hắn đoán chừng là đợi đến lúc thú triều thời điểm làn sóng tiếp theo tiến đến, rất có thể liền là muốn đi vào trong sáp lá cá. Mà một khi tiến hành khoảng cách chiến đấu gần như vậy, chẳng những số thương vong sẽ là gia tăng, đối với sự lãnh khắc chỉnh thể tiêu hao đến tốc độ là cao bay lên, chỉ sợ tối đa lại là có một ngày vẫn giấu kít kín lấy hồn thú các cường giả liền là sẽ xuất động. Sự lãnh khắc còn có thể chịu đựng được hay bao lâu đấy? Những đạo lý này trong lòng quán hiểu rất rõ, nhưng hắn cũng biết rằng bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Mình có thể làm chính là chọn khả năng dẫn đầu sự lãnh khắc quân bảo vệ thành kiên trì một ít thời gian. May mắn lần này có đường môn nhiều như vậy định trang hồn bạo đạn pháo trợ giúp, bằng không mà nói tối hôm qua chỉ sợ cũng phải là có sắp lá cà tình huống xuất hiện. Còn lại là gần đấy 2.000 miếng định trang hồn bạo đạn pháo, có thể nói là sự lãnh khắc học viện hiện tại lớn nhất bằng vào rồi. Bọn nó tuy nhiên không đủ để thay đổi chiến cuộc, nhưng vận dụng lời mà nói nhất định là có thể cho phía hồn thú tạo thành tổn thương cực kỳ lớn. Tinh đấu đại xâm lâm hồn thú không thật sự là vô cùng vô tận, cái chết của bọn nó tổn thương quá lớn cũng sẽ lại ảnh hưởng đến toàn bộ tinh đấu phồn diễn sinh sống. Đây cũng là phía hồn thú không thể là không suy tính, muốn cho thú triều lùi bước chỉ có mấy khả năng, một trong số đó là phía hồn thú bị đánh đau, số thương vong tự vượt qua bọn chúng kế hoạch trước đó, bức bách bọn chúng không thể là không lùi binh, chỉ là cái này sẽ là dễ dàng hay sao? Cho tới bây giờ, hồn thú số thương vong tự tái 2 vạn đến 3 vạn, có phỉ thúy thiên nga, bích cờ bị thương hồn thú cũng là cơ hội rất nhanh sẽ là có thể khôi phục lại sức chiến đấu. Mà hồn thú tử vong, đại đa số cũng đều là thập liên, bách liên mà thôi. Ngàn năm hồn thú cũng là có một chút tổn thương, mà vạn năm trở lên hồn thú, tổn thất số lượng muốn ít hơn nhiều, mới là được là tình đấu đại xâm lâm chân chính chiến lực mạnh nhất. Vòng tiếp theo, sao cho chúng ta được môn đi, ít nhất thì kiên trì một cánh gió. Đang tại thời Hưng cảm thấy là tính toán thời điểm, trong lúc đó một cái âm thanh bình tĩnh ghé vào lỗ tai quán vang lên. Thực hành quay đầu lại nhìn lên, rất là một vị tóc có chút là tàn hoa, y phục là trên người cũng là không quá chỉnh tề. Trên người người này có không ít là tràn dầu, sắc mặt cũng khó coi, một đôi tay áo càng là hoàn toàn là vén lên, một bộ dáng đang làm việc nhiệm vụ là bộ dáng. Ngươi là ai? Thời Hưng nghi ngờ hỏi, lấy hắn đối với sự đánh khắc thành quen thuộc, vậy mà cũng không nhận ra vị trung niên nhân này. Nhưng người liền có thể là đi vào bên cạnh hắn, nhưng gặp hắn lại là học viện tầm quan trọng. Ta là đường môn hồn đạo đường đường chủ Hiên Tử Vân, trung liên thản nhiên nói. Hiên Tử Vân nghe được cái tên này, Thời Hưng lập tức là bừng tỉnh đại ngộ rồi, ngươi chính là đã làm ra gia cắt thần nỏ pháo vĩ đại kia. Hiên Tử Vân lắc đầu rồi nói, không, gia cắt thần nỏ pháo không phải là ta nghiên cứu, chế tác chúng không cần phải là ta, có đờ đường môn hồn đạo đường ta quyết định là ngược lại thật sự. Hạ một hồi, ra cho chúng ta đường môn đi, chúng ta có thể giữ vững ít nhất là một canh giờ, lại để cho các binh sĩ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Thời Hưng lúc này rất là nghiêm túc nghe hắn nói, chần chờ rồi nói, ngươi nói là do các ngươi đường môn tiếp quản toàn bộ sườn đánh các thành phóng ngự hay sao? Hiên Tử Vân khóe miệng co giật một chút rồi nói, dĩ nhiên không phải rồi, chúng ta không có nhân thủ nhiều như vậy. Ta nói là Lam Thành bên này sao cho chúng ta nên có thể làm được những thứ này trong vòng một canh giờ cũng được. Thân là phòng thủ thành phố quan, Thời Hưng không thể là không cảm nhận, người này rất là nghiêm túc, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhiều như vậy hồn đạo thú quân, các ngươi đường môn có bao nhiêu người? Hiên Tử Vân nhàn nhạt nói, đường môn hồn đạo đường tổng cộng là 61 người, tăng thêm học viện hồn đạo hệ bên kia, trợ giúp là tới 300 người, tổng cộng là 361 người. Giao cho chúng ta đi, thành phá tất cả mọi người đã chết, ta không cần phải là cùng trước mặt các ngươi nói mạnh miệng. Đừng nhìn Hiên Tử Vân đáp bát cấp tu vi đối mặt với cửu cấp phong hào đô la, hắn cũng không có lửa phần nhát gan. Lúc trước hắn ở đây Nhật Nguyệt Đế Quốc đều có được thập phần địa vị siêu nhiên, chưa nói chi là tại sử lãnh khắc thánh, trong lòng của hắn phần kiêu ngạo kia nguồn gốc là từ thực lực. Đúng, sao cho Hiền lão sư đi. Đúng lúc này một thanh âm khác vang lên, võ thần đấu la Tiên Lâm Nhi từ nơi không xa đã đi tới, khẳng định là Hiên Tử Vân lời nói. Thân là sử lãnh khắc học viện hồn hợp đạo hệ là viện trưởng, không ai so với Tiên Lâm Nhi hiểu rõ hơn Hiên Tử Vân năng lực. Đồng dạng là bát cấp hồn đạo sư, Tiên Lâm Nhi tại Hiên Tử Vân trước mặt chỉ có nước mắt là chảy phấn, có thể nói
Từ khi Hiên Tử Vân đi vào trong đường môn sau đó, không chỉ là đường môn hồn đạo khí phương tiện nghiên cứu tiến triển cực kỳ nhanh, toàn bộ sư lãnh các học viện hồn đạo hệ đều là như thế. Hiên Tử Vân đã làm mang đến vô số ý niệm toàn hoàn toàn mới, càng trợ giúp cho hồn đạo khí hệ thánh lập lên một bộ phận hữu hiệu dạy học phương thức, có thể nói là để cho hồn đạo hệ ít nhất là tiết kiệm là 100 năm. Bởi vậy, cho dù là võ thần đấu la tiền đầm nhi, siêu cấp đấu la, đối với Hiên Tử Vân đều là lấy lão sư hai chữ xưng hô. Hiên Tử Vân mặc dù là không thừa nhận, trên thực tế hắn đã là được bổ nhiệm làm sư lãnh các học viện hồn đạo hệ phó viện trưởng, hơn nữa là chấp hành phó viện trưởng. Trải qua những ngày mà hợp sau đó, hiện tại chỉ cần là đề nghị của Hiên Tử Vân tại hồn đạo hệ bên kia, tuyệt đối là một đường thuận lợi. Nếu ai dám cản trở, vậy sẽ phải là coi chừng đi thừa nhận tiền lầm nhi của một tiền đa đa, hai vị viện trưởng tức giận. Có tiền lầm nhi những lời này, Thời Hưng dĩ nhiên là thoải mái, buông lỏng tinh thần rồi nói, hướng về Hiên Tử Vân nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, vậy thì xin nhờ ngay. Hiên Tử Vân chỉ là gật đầu, xoay người rời đi, không nhiều lời. Nhìn bóng lưng của hắn rời đi, Thời Hưng nhịn không được hướng lên Tiền Lâm Nhi hỏi, tiên viên trưởng, bọn họ thật sự là được hay không vậy? Tiền Lâm Nhi cười nhạt một tiếng rồi nói, các ngươi đều là vào bằng cái gì là ngăn trở hồn thú đại quân, là hồn sư kỹ xảo hay sao? Không đúng. Đúng là hồn đạo khí, nhưng hồn đạo khí này, mặc dù có rất nhiều đều là học viện bên này sản xuất ra đấy, nhưng lại là ngưng tụ đường môn tâm huyết, mới vừa rồi hồn đạo khí, đây là do các hồn sư điều khiển đấy. Tiếp đó, để ngươi xem một chút, chúng ta hồn đạo hệ thực lực chân chính. Một chọi một, hồn đạo sư đối với mặt với hồn sư chưa hẳn là có thể chiếm tiện nghi gì, nhưng trên chiến trường, đó chính là hồn đạo hệ đích thiên hạ rồi. Bằng không mà nói, Nhật Nguyên đế quốc vì cái gì mà cường thế như vậy, còn không vì bọn hắn tại là tồn tại hồn đạo khí phương diện tuyệt đối là vượt lên đầu địa vị hay sao?